Em Trang Ô Tô thành phố Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị anh chị các bạn. Hôm nay em lên sóng giới thiệu tới các bác mình xem một cái mẫu xe rất là sang trọng đến từ thương hiệu của Đức nhá. Một cái mẫu xe Mercedes. Đây là Mercedes 320. Một cái mẫu Mercedes 320 nhá. Cực kỳ là đẳng cấp, cực kỳ là sang trọng luôn. Và hiện tại thì em đang mở tất cả cánh cửa ra và bật nhạc lên để quay giới thiệu sơ qua để các bác mình xem một chút về nội thất cũng như là phần âm thanh của xe nhá. Đấy, nội thất cực kỳ đẳng cấp luôn nhá. Ghế bên đây hoàn toàn chỉnh điện luôn. Đấy, ghế bên phụ hoàn toàn chỉnh điện luôn nhá. Em mở loa bé lên một chút chứ sợ to quá các bác không nghe đấy em nói đúng không ạ? Loa rất hay luôn, đẳng cấp luôn đúng không ạ? Màn hình Android nhá. Mở bé lên một chút. Màn hình Android và hiện tại thì đang sử dụng là 4G, không cần về Wi-Fi. Các bác vẫn sử dụng bình thường nhá. YouTube, Facebook rồi YouTube rồi Google Map định vị chỉ đường các kiểu luôn trên màn hình này nhá. Mà vẫn to đúng không ạ? Mở bé tí nữa. Cực chạy luôn. Rất là nhạy luôn nhá. Đấy. Và tốc độ 3G thì rất là cao. Loát rất là nhanh. Các bác thấy đúng không ạ? Một cái mẫu xe Mercedes các bác nhá. Chứ không phải là Mercedes C hay Mercedes E đâu. Mà là cái mẫu Mercedes F luôn. Có cửa lốc. Ai có xem này, cửa lốc to không? Nhìn rõ trời xanh luôn. Cửa lốc ra vào nhẹ nhàng nhá. Đây, cửa lốc đây. Chiếc xe được thiết kế ra rất là hiện đại và rất là tiện nghi an toàn. Đấy, bác nào mà có tầm tiền bác nào đang có nhu cầu mua những cái dòng xe tầm tiền khoảng 300 triệu thì đây rồi các bác nhá. Đây rồi, đây là một chiếc xe để các bác nhà mình tham khảo và đưa ra quyết định. Mẫu xe cực kỳ là sang trọng. Đây các bác xem này. Hệ thống ghế chỉnh điện đây nhá. Cánh nào cũng được thiết kế một cái hệ thống ghế chỉnh điện. Đấy, cái vị trí này, cái bộ phận này, cái khu vực này sẽ điều chỉnh cái ghế này nhá. Đấy, điều chỉnh ghế này. Và bên kia cũng thế nhá. Bên kia thì được điều chỉnh ghế bên đây. Đấy. Bốn cánh điều chỉnh bốn ghế, nó là độc lập luôn chứ không phải điều chỉnh chung nhá. Độc lập luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Một chiếc xe rất là sang. Và chiếc xe này còn cực kỳ là chất nhá. Cực kỳ là chất và còn cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì mời các bác hãy cùng em đi xem chi tiết về chiếc xe này. Đấy, còn đây là phần đuôi của xe này. Chiếc xe cực kỳ là dài nhá. Cực kỳ là dài và rất là rộng rãi. Chiều dài của chiếc xe này lên đến hơn 5 mét luôn. 5 mét mấy chục phân đấy ạ. Hiện tại thì bên em đang có là còn hai con nhá. Còn hai con Mercedes như thế này. Đấy, và Mercedes E đấy thì bên em cũng đang có hai con. Kêu một em một con nhá. Đấy, con này là màu vàng. Và một con Mercedes E280 nữa. E280 và E240 các bác nhà mình nhá. Và có cả BMW nữa luôn. Đấy các bác xem này. BMW rồi thể thao ngay cửa kia. Đúng không ạ? Kia là BMW 530 nhá. Đấy, với tầm tiền cũng gần 400 triệu. Đấy các bác mà thêm một ít tiền nữa lấy chiếc xe này thì cũng là ok luôn đây này. Đấy, rất là nhiều xe. Bên em thì rất hay bán những dòng xe Mẹc với dòng xe B nhá. Bán rất là nhiều luôn. Mẹc B bên em rất là nhiều luôn. Bác nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Mẹc hay là một dòng Mẹc B đây. Mẹc này rồi B này rồi Audi này. Những dòng xe đến từ châu Âu đấy ạ. Thì bên em cung cấp đầy đủ luôn nhá. Đây các bác xem này, chiếc xe có cái hình thức rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là một chiếc xe còn tương đối là chất và tương đối là chắc chắn. Ghế da xịn cho xe. Và đây là tần số của xe này. Đấy. Đây. Quá hiện đại luôn nhá. Điều hòa tự động. Đấy, ghế chính điện đây, em thử ghế cho bác mình xem qua một chút nhá. Này, ghế này. Đấy, ghế vẫn chạy nhá. Đây bấm nút này thì ghế tiến lên này. Ấn này là ghế sẽ tiến lên. Đấy, kéo lại thì ghế nó sẽ lùi xuống nhá. Và cái này chính chính cái mặt ghế này đấy. Mặt ghế này có thể nâng cao, hạ xuống ở cái vị trí này. Chính là vị trí này nhá. Còn này vị trí này là chỉnh lưng này. Còn vị trí này chỉnh gối này. Đây các bác xem này, chỉnh gối nhá. Thụt xuống này.
Đấy, hiện đại không? Thò lên này, thò kịch trên trần luôn. Đấy, rất là hiện đại. Và đây nữa nhá, đây cũng là chỉnh ghế luôn. Và đây là cái chỗ này là để đồ này. Đấy, các bác nhà mình có thể để vũ khí nóng ở đây cũng được nhá. Vâng. Rất là nhiều chỗ để đúng không ạ? Đây rồi nhá, em thử ghế cho các bác mình xem nhá. Đấy, ghế thò ra này. Đấy, ghế sau đấy ạ. Thò dài luôn và thụt xuống này. Đấy, thụt hắn xuống luôn. Đây, điều chỉnh vị trí này nhá. Và đây là mặt ghế nhá, có thể là mặt ghế lưng lên, hạ xuống này. Đây, cái này này. Đây là chính tiến lên, hạ tiến lên và lùi xuống. Và cái này là lưng cao, hạ xuống nhá. Ở đây cũng là chỉnh gối luôn nhá. Đấy, và đây chính lưng luôn nhá, rất hiện đại luôn. Ở đây này, đấy, các bác xem này, đấy, cái mặt này được thiết kế rất là sang luôn này, rất là sang, hiện đại lắm các bạn. Em thực ra là những cái mà nhìn thấy thì em giới thiệu các bác thôi, còn những cái mà nhiều cái, rất là nhiều cái còn không nhìn thấy cơ. Đấy, móc treo, đấy đúng không ạ? Quá hiện đại cho một cái chiếc xe đến từ thương hiệu của Mẹc đúng không ạ? Các bác biết là ngày xưa những dòng xe Mẹc này thì cực kỳ đẳng cấp rồi, mà không phải là ai cũng có tiền để mua đúng không ạ? Ngày xưa nó rất là nhiều tỷ, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn tầm khoảng 300 triệu thôi, các bác có thể là mua được rồi. Chiếc xe túi khí thì rất là nhiều nhá, lốp nắp rồi. Chiếc này đăng ký tên tư nhân, chính chủ luôn và sang tên nhanh gọn, bến Hà Nội luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay và giới thiệu các bác mình xem chi tiết về cái chiếc xe này nhá, cũng giới thiệu thông tin đầy đủ luôn. Đấy, vừa rồi thì em cũng giới thiệu qua một số cái chức năng, một số các chi tiết ở trong cái khu vực nội thất của xe. Và bây giờ thì em quay bên ngoài và giới thiệu các bác mình biết thông tin nhá. Đây là chiếc xe Mẹc S320 sản xuất năm 2002, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức nhá, số tự động. Và động cơ của chiếc này là máy 3.2 chứ không phải 1 mấy đâu ạ. Máy 3.2 nhá. Máy 3.2. Mẹc S500 thì form dáng nó cũng giống như chiếc xe này. Thì bên em cũng trước cũng bán một con giống hệt này luôn, nhưng mà máy thì nó to hơn. Máy của S500 thì nó là máy gần 5 chấm. Ở chiếc này của em thì máy 3.2 nhá. Mang tên là Mẹc S320. Tên tư nhân, chính chủ biển Hà Nội, biển 5 số rồi. Bác nào ở khu vực Sài Gòn hoặc là Hà Nội ra tên chiếc xe này thì quá là ok. Bên em hỗ trợ sang tên và vận chuyển toàn quốc trên chiếc xe này nhá. Bác nào trong khu vực miền Nam mà đang có nhu cầu, đang thích chiếc xe này của bên em thì các bác hãy theo dõi miền Nam hoặc là miền Trung nhá. Bên em bán trong khu vực miền Trung và miền Nam rất là nhiều luôn. Thì bác nào trong khu vực miền Nam, miền Trung đang quan tâm, đang thích cái mẫu này của em thì các bác hãy alo để được tư vấn về cái thủ tục mua bán và thủ tục vận chuyển của xe nhá. Đấy, thủ tục mua bán và thủ tục vận chuyển. Bên em mua bán toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn. Bác nào có nhu cầu mua thì gọi điện bên em. Và các bác hãy có nhu cầu nếu mà bán hoặc đổi xe nhé, bác em mình lưu ý là nếu mà đổi xe hoặc là muốn bán xe cho bên em thì các bác hãy gọi điện cho bên em theo số điện thoại là số thôi rồi cứ số đấy đi, 093 8586307 nhá. Chiếc xe các bác thấy đúng không ạ? Bên em xe nào cũng đổi và xe nào cũng mua và xe nào cũng bán luôn nhá. Bác nào có nhu cầu muốn đổi cái chiếc xe của các bác đang đi, lấy chiếc xe này Mẹc này của em thì bên em cũng đổi cho luôn nhá. Tính giá cả và đổi cát thôi, làm sao hợp lý thì em sẽ đổi cho anh đúng không ạ? Rất là đơn giản, rất là nhanh gọn thôi nhá. Thay đổi tí, thay đổi phong thủy tí đúng không ạ? Đây các bác thấy chiếc xe dài không ạ? Dài hơn những chiếc xe những chiếc khác rất là nhiều nhá. Kể cả như là cái chiếc xe VinFast kìa. Chiếc VinFast mới ra kìa, hơn 1 tỷ đồng đúng không ạ? Nhưng cũng không dài bằng đâu. Chạy thì rất là chất rồi, rất là đầm và rất là chắc, chắc lịch luôn. Nếu các bác mà mình ngồi trong xe đấy ạ, mà khi vận hành cảm giác như là ngồi lên một chiếc phi thuyền hay là một chiếc máy bay nhá. Mà máy bay em nghĩ là cũng không êm bằng đâu, vì cái độ cách âm, cách nhiệt của chiếc xe này rất là tốt luôn. Ngồi êm du luôn đấy ạ. Các bác nhà mình nếu mà ở gần em đến xem xe, chạy thử cảm nhận chiếc xe này nhá, để được hiểu rõ về chiếc xe này hơn. Ngồi êm du luôn. Đấy, và đây, bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết, thật chi tiết về chiếc xe này nhá, quay gần hơn. Đấy các bác thì mình thấy này, nước sơn rất là bóng đẹp luôn, soi được cả mây trên trời, đúng không ạ? Đèn rất là sáng nhá, đèn rất là sáng luôn, rất là trong.
Đấy, đây là cái vị trí rửa đèn của xe nhá, đây, vị trí rửa đèn. Và đây là vị trí cảm biến, cảm biến phần phía đằng trước. Và đây là giữ đèn gầm, dĩ nhiên rồi đúng không ạ. Đấy, đèn pha rất là trong, một cái cụm đèn pha rất là trong. Và các bác thấy dòng xe sang ngày xưa cũng đã được trang bị đèn bi sô lông siêu sáng rồi đúng không ạ. Và một dàn lốp Michelin nhá, còn tương đối là dày. Đây là dòng rất là sáng luôn. Bác nào không thích bộ la răng này thì về có thể là thay cái bộ la răng khác nhá. Bộ la răng khác nó ít nan hơn đúng không ạ. Nhiều bác em thấy là thích những dòng kiểu lốp nó nhỏ đấy. Cái phần này này, cái phần vỏ lốp này nó mỏng mỏng một chút, và phần la răng nó to ra một chút thì nó sẽ khỏe hơn đúng không ạ. Đây đó là nguyên bản của bác em mình, nếu mà về mình có thể lắp thêm một cái la răng đời cao vào được, ok nhá. Đây các bác thấy không ạ, sơn xì rất là bóng mượt sạch sẽ luôn. Video này thì em sẽ làm dài dài một chút nhá. Ôi, chiếc xe này hết đăng kiểm rồi. Hết đăng kiểm rồi các bác nhá. Thì sau video này em sẽ cho đi đăng kiểm ngay. Hết tháng 2 đúng không ạ. Sau video em sẽ cho đi đăng kiểm ngay nhá. Các anh mình khi đến mua thì đăng kiểm là hoàn toàn là mới luôn. Đây, sơn xì rất là bóng mượt sạch sẽ. Và trên chiếc xe này nhá, thì bên em cũng có một cái cam kết cho các anh mình là xe không bị đâm đụng, không va chạm, không bị ngập nước. Keo chỉ cột kèo là nguyên zin. Và cũng đảm bảo cho các mình luôn là xe là máy số là đại chất luôn nhá. Tất cả mọi chức năng hoạt động đủ luôn. Bên em trước khi lấy chiếc xe này về thì cũng đã kiểm tra rồi. Đã kiểm tra rất là kỹ rồi, rất là kỹ lưỡng luôn. Thì các anh mình mua về là cứ thế sử dụng thôi, yên tâm sử dụng luôn. Máy đại chất luôn các bác nhá. Máy của chiếc xe đại chất luôn. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt luôn này đúng không ạ. Lốp nắp một dàn lốp Michelin rất là dày. Là răng đúc vốn máy nguyên bản theo xe. Phanh ABS chống trơn chống trượt. Đây, sơn xi bóng mượt. Đây, các anh mình xem này. Đấy, đèn cũng là đèn xịn nhá. Đèn rất là trong luôn. Camera lùi đầy đủ nhá. Camera lùi sắc nét luôn. Và những cái cảm biến lùi. Đây, cảm biến lùi này là cảm biến nguyên bản theo xe nhá. Những cái dòng này ngày xưa thì nó thiết kế ra thì các bác biết là không, gần như là không thiếu một cái chức năng gì rồi. Cơ bản là ok rồi. Mẹt này là mẹt, mẹt S320 nhá. Và chiếc xe này thì chủ xe trước cũng đã được gắn chữ S500 rồi. Đấy, gắn chữ S500 nhá. Thực tế thì nó là S320. Có nghĩa mình về mình gắn logo thì cái đấy nó không ảnh hưởng gì. Cho nên là gắn thoải mái nhá. S350 hay là S bao nhiêu chăng nữa thì vẫn được. Ok nhá các bác nhá. À, lốp lắp dày, là răng sáng đẹp. Em chuẩn bị bắt đầu quay vào bên trong nội thất. Các bạn mình xem xong phần ngoài ngoại thất thì sẽ xem bên trong nội thất của xe nhá. Đấy, âm thanh nghe rất là hay, như vũ trường luôn đúng không ạ. Dàn lốp dày, dàn lốp xịn với Michelin. Đấy, đèn tiếp theo đây. Đấy, rất là trong, rất là sáng luôn. Đây, cái hệ thống rửa đèn của xe đây. Thân vỏ của xe nhá, tôn vỏ cho các bác nhá, không có ma tít gì đâu. Đấy, cả xe không hề có ma tít. Và cái dòng này đấy thì sắt xi cũng như là tôn vỏ xe rất là dày nhá, thiết kế rất là dày và xác thì rất là nặng, chạy cho một cái cảm giác rất là đầm và chắc, rất là đầm và chắc chắn nhá. Và ngay bây giờ đây thì em mời các bác mình xem vào cái phần bên trong nội thất của chiếc xe này. Đấy, nội thất của xe là màu kem. Xe được trang bị rất là nhiều túi khí mà thực tế ra thì em cũng chưa đếm. Thì các bác mình em đi đến đâu em đếm đây nhá. Đây một túi khí nữa này. Đấy, túi khí đây nhá. Bốn cánh thì được thiết kế bốn túi khí rồi. Cái đấy là dĩ nhiên. Cái dòng xe Mac S, dòng S đúng không ạ. Keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin nhá. Còn nguyên nhá, nguyên zin theo xe. Đấy, cắp đi cửa đây. Đấy, da này là da xịn theo xe nhá. Đấy, các bác thấy này. Da xịn nguyên bản theo xe luôn. Kể cả như là phần dưới này cũng vậy. Đấy, cái tay này là thay sơn vân gỗ này, cũng là nguyên nhá. Cái này cũng là nguyên luôn nhá. Đấy, còn đây là ở vị trí nhớ ghế này, nhớ ghế 123M. Đây là sấy ghế nhá, có cả chế độ sấy ghế, sấy nóng, sấy lạnh đấy ạ. Đây là chính mặt ghế là em cũng đã thử rồi. Còn đây là gương nhá, có chế độ cục điện luôn. Và chính mặt. Đấy, cửa gió điều hòa được thổi ra vị trí này. Còn đây là loa check nhá. Còn đây là lỗ gió. Lỗ này là sẽ thổi thông sang lỗ này.
Đây, vị trí này thì em cũng đã quay rồi đúng không ạ? Đây là một số thông số kỹ thuật của cái chiếc xe. Đấy, các bác thấy này, những con bu lông ốc vít ở đây là chưa vặn nhá, là chưa vặn đâu. Đấy, cái chỗ bọc dây điện này rất là dẻo dai luôn này, cái này này. Đấy, khung vỏ rất là chắc chắn luôn. Cái dòng này thì để mà nói mọt thì rất là khó rồi, rất là khó để mà hàn mọt đúng không ạ? Và cái gioăng đây nhá, gioăng này là gioăng nguyên bản theo xe nhá. Đấy, rất là dẻo dai. Ở ngoài trong là ở trong là cao su và được bọc lý bên ngoài. Đấy, rất là dẻo dai luôn nhá. Đấy, một bộ ghế da xịn rất là đẹp. Chỗ này là cũng là chỉnh ghế luôn này các bác nhá. Và sàn của xe thì vẫn là sàn lý, sàn lý zin luôn. Vô lăng 4 chấu tích hợp các bác thấy là tích hợp bàn phím và những cái đây, bàn phím này. Phím điều khiển rất là nhiều chức năng và ở giữa có túi khí luôn và logo mẹc nằm ở giữa vị trí. Logo mẹc các bác thấy là rất là sáng luôn này. Đúng không ạ? Rất sáng luôn. Đây hệ thống đèn. Đèn auto tự động nhá. Đèn hoàn toàn là tự động. Cửa gió này. Táp lô cũng như là táp ly của xe được thiết kế ra là bằng cái chất liệu da xịn. Đấy, chất liệu da xịn các bác nhà mình nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây chính là cái mắt cảm biến. Đấy, em hiện tại thì em đang tắt cái, em lại mở lên nhá. Đấy, phần táp lô đây. Chi tiết phần táp lô nhá. Dòng xe mẹc thì tuy rằng là đời không thật không cao đúng không ạ? Nhưng mà được các bác thấy là trang bị thứ nhất là về cái ghi an toàn, thứ hai là về cái dáng dốc đúng không ạ, dáng dốc nội ngoại thất đấy, rất là trẻ trung và rất là phong cách đúng không ạ. Tuy rằng đến thời điểm 2020 cũng đã tương đối là nhiều năm nhưng mà thiết kế bây giờ cũng đến bây giờ vẫn không hề là bị lỗi mốt luôn. Đây cần số đây nhá, hệ thống điều hòa tự động auto. Đây hệ thống điều hòa đây rất là mát, và mát thì rất là sâu. Và đây rất là còn nhiều chức năng khác ở trên đây này. Đây các bác xem này. Đây rèm này. Đây cảm biến đùi đây. Đây gì? Đây là móc. Đây là khi các bác nhà mình treo xe có cả chế độ cân bằng, cân bằng. Đây chốt cửa này, thanh nhan này. Đây khóa ghế này. Cái này lốp gầm này. Đây, rất là nhiều đấy các bác xem này. Quá nhiều chức năng luôn. Full option đúng không? Full công nghệ. Đây, trong đây là hoàn toàn là bất lý này. Đấy, vẫn đẩy ra được này. Đấy, vẫn đẩy không ngoan. Đấy, đây này. Ở đây đựng những cái đồ gì không biết đấy. Cửa lock vẫn chạy đầy đủ nhá. Đây, thử cho các bác mình xem luôn này. Đâu nhỉ? Bấm nút nào nhỉ? Em còn chưa biết bấm cái này nó ở chỗ nào cơ. À đây là khóa. Ôi chết, bình điện yếu mất rồi. Vừa bật nhạc nhiều quá bình điện yếu không ra nổi cửa lock luôn. Các bác em mình yên tâm là cửa lock vẫn chạy nhá. Đảm bảo cho các bác mình luôn nhá. Đây vừa em bật thì nó chỉ nó thổi xuống này nó yếu đi bình. Tại vì bật nhạc suốt lễ đến giờ. Bật nhạc lâu lắm rồi đấy ạ. Có cái màn hình hay, âm thanh hay cho nên là cứ bật thôi. Và thử những chức năng điện như là ghế điện các thứ nó bị tiêu mất bình. Cái này thì hoàn toàn là yên tâm các bác em mình nếu mà ở xa ấy và mà có sự yên tâm, có sự chắc chắn về chiếc xe này thì các bác thì mình hãy gọi video cho bên em nhá. Để xem cái cửa lock nó chạy hay không và muốn nghe cả tiếng máy luôn. Gọi video nhá để nghe tiếng máy và xem cả cửa lock nó chạy hoạt động như nào luôn và có thích thì bên em cũng chạy thử cho các bác mình xem luôn. Gọi video qua Zalo. Các bác nhá. Để cho bác yên tâm. Chứ bây giờ mà em mà đi ra câu bình nữa thì không có ai luôn. Đang quay video lại ra câu bình thì thứ lỗ các thứ thì thôi mất thời gian đúng không ạ? Khi có nghĩa mình lỗ lên và không sử dụng, có nghĩa là lỗ máy thì các bác mình sử dụng điện thoải mái rồi nhưng mà tắt máy đi mà sử dụng điện thì nó bị hao bình đúng không ạ? Cái đấy thì ok. Đây, tất cả các gioăng rất là đẹp nhá. Đấy, gioăng cánh kia cũng vậy và gioăng cánh này cũng thế nhá. Rất là dẻo dai luôn, rất là khó rách. Và đây là mép cánh cửa đây nhá. Đây. Quá đẹp cho một cái chiếc xe đời không cao đúng không ạ? Da xịn, hoàn toàn là da xịn. Đây, túi khí này. Đấy, hoàn toàn là da xịn nhá.
Đấy. Ghế điện này đây cũng sấy ghế luôn, sấy cả ghế sau luôn. À, điện vẫn hoạt động luôn này. Rất là nhiều chế độ sấy. Đây để sấy nóng nhá. Còn đây là sấy lạnh này. Đấy, tắt sấy nóng này đây. Nó có hai chế độ. 1 và 2. Nếu bác mà tắt đi đây tắt nhá. Như này rất là nóng này. Đấy như này rất là đây là bình thường đây ấm ấm thôi. Mày tắt đi. Còn đây là rất là lạnh này. Còn đây là lạnh bình thường này. Còn đây là lạnh bình thường nữa này. Để tắt đấy, đúng không ạ? Ấy, ôi là nữa này. Đấy, rất là hay. Đấy. Cái đây là châm tàn thuốc, còn đây là để tàn thuốc luôn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây lý này. Hai vách cửa này, tôn rất là dày nhá. Tôn dòng xe dày bịch luôn và sơn zin lòng trong nó vẫn còn nguyên này. Đấy các bác thấy là lòng trong sơn zin này. Vẫn rất là bóng luôn, đúng không ạ? Đây ghế da sò rất thích luôn. Đây chỉnh ghế nó nhá. 1 2 3 4 5 6. Ôi. 4 5 6 luôn. Đây vào các bác nhà mình thấy này. Khoảng cách còn rất là xa này, rất là rộng để thắng chân lên luôn. Đây em cao 1m7 nhá. Đây cao 1m7 mà em để thắng chân luôn này. Đấy bác thấy không ạ? Này. Em cao 1m7 nhá. Vâng. Và cũng nói luôn bác là sinh năm 87 luôn. Các bác nhà mình tiện thương hô. Đây, túi khí nữa này. Đây cửa lóc này, rất là rộng rãi. Cái này vừa thử thôi, đúng không ạ? Tắt bật đèn này. Gấp cái này, tắt luôn. Đây đây nhá. Đấy, đây đây, ôi, đấy. Đây túi khí nữa này. Đấy, đây túi khí nữa này. Đấy, rất nhiều nhá. Rất nhiều túi khí luôn. Trần vẫn là trần lý nguyên bán theo xe. Và các bác thấy còn khá là đẹp, đúng không ạ? Ghế đây cũng thế nhá. Đấy, bộ ghế quá đẹp luôn, đúng không ạ? Chiếc xe này được trang bị một cái cửa gió đằng sau. Đấy, vặn chính này. Thổi ra phía đằng sau nhá. Cái chỗ này là ngày xưa là người ta lắp thêm một cái màn hình nữa, cho nên người ta đục lỗ này. Đấy, đục lỗ người ta để một cái màn hình nữa ở đây. Nhưng mà chủ trước ngày xưa cũng tháo rồi. Các bác mình về có thể là lắp thêm một cái màn hình nữa ở đây nhá. Đặt cái vị trí này này. Đấy, nó sẽ sang hơn, sang trọng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, cho bác mình xem vách cửa nhá. Cái này rất là dẻo dai luôn này. Rất là kho hỏng luôn, đúng không ạ? Rất là kho hỏng. Sàn này vẫn là sàn lý nguyên. Đấy, sàn lý nguyên bán theo xe này. Đấy, đây là thổi gió về phía này nhá. Gọi là sấy sấy ghế à sấy sấy chân đấy ạ. Cốp cũng là cốp điện luôn. Cốp điện luôn nhá. Logo mẹc rất đẹp. Đấy. Tiếp theo nhá, mời các bác mình hay đón xem. Đây keo chỉ đây. Những chức năng của xe thì cánh bên kia cũng đã thử cho bác mình xem rồi. Bây giờ quay thôi, đúng không ạ? Cũng là da xịn luôn. Tất cả bốn cánh đẹp đều. À vào đây nhá, một chức năng nữa mà chưa giới thiệu với các bác. Đấy, rèm chống nắng này. Đấy, rèm chống nắng luôn nhá. Hiện đại quá, đúng không ạ? Đấy, cửa gió thổi ra phía sau này. Có cả móc luôn. Móc luôn nha các bác nhá. Đấy, quá đẹp, đúng không ạ? Lòng trong hoàn toàn sơn zin. Đấy, sàn lý nguyên bản. Đấy nha, vách này. Sơn zin các bác nhá. Chiếc xe này sơn zin còn khá là nhiều đấy ạ. Đây, các bác mình đón xem nốt nhá. Đây, các bác mình hãy chú ý đón xem. Bốn cánh đẹp đều nhau luôn. Ok. Một lát nữa thì em sẽ quay vào khu vực máy cho các bác mình xem. Đây, chưa hề vặn vọ nhá. Những cái bu lông này chưa hề vặn vọ gì đâu các bác nhá. Hôm nay mới có thời gian quay và đăng lên cho các bác mình xem được. Rất là bận luôn. Và chiếc xe này thì em vẫn thường thường hay để đi đây. Hôm nay quyết định nhượng lại cho bác nào có nhu cầu. USB nha con nha. Đây lý đây. Hôm nay quyết định nhượng lại cho bác nào có nhu cầu nha. Bác nào nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy alo bên em. Đấy đúng không ạ? Nói chung là chiếc xe này thì
phù hợp cho những bác nào gọi là đi cà phê, cà pháo, đi gia đình, đúng không ạ? Còn bác nào mà chạy dịch vụ thì em có xe khác để chạy dịch vụ nhá. Vì chiếc xe này các bác biết là chạy sướng thì tất nhiên là đi đôi với này cái việc nó hơi tốn xăng một chút, đúng không ạ? Tôi form sườn đây nhá, căng đét luôn. Các bác xem, căng đét luôn nhá. Đây, em đóng cửa bên này lại và quay các bác mình xem này. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ, đúng không ạ? Tiếp theo thì sẽ quay cho bác mình xem cái đây, đóng cửa nhá. Đấy, đóng rất nhẹ luôn. Và quay form cho các bác mình xem nhá. Quay form sườn. Đấy, bác ngắm đẹp. Chuẩn luôn các bác nhá. Form sườn rất là chuẩn luôn. Và quay ở gầm cho các bác mình xem luôn nhá. Đây, gầm đây. Đây nữa nhá. Và một lát nữa thì quay đến phần máy. Đây, xem này. Form sườn không có một cái tí lỗi nào. Không hề bị lõm lồi. Không bị lồi lõm chỗ nào cả, đúng không ạ? Bây giờ quay máy nhá. Quay gầm đi, quay gầm trước đó đi. Đây các bác mình đón xem này. Gầm rất là đẹp luôn, nguyên bản luôn nhá. Một chiếc xe đáng đồng tiền, đúng không ạ? Em thấy là những bác mà lớn lớn tuổi một chút đấy ạ, rất thích cái đi dòng xe này. Anh Tuấn ơi, ta mở em cabo với, giật em cái cabo với. Sau video này thì em sẽ cho đi đăng kiểm ngay các bác nhà mình nhá. Thì khi bác đến mua là đăng kiểm mới tinh luôn. Bên em hỗ trợ hồ sơ và vận chuyển toàn quốc luôn. Các bác mình xem video của em thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh nhá, để theo dõi những mẫu video khác. Em thì luôn luôn có cả 100 cái mẫu xe để các bác mình lựa chọn luôn. Rồi ok. Đấy, cabo đã được mở lên rồi. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn đẹp trai. Vâng. Đấy, tổng thể các phần phăng máy, cabo của xe đây các bác nhà mình nhá. Đấy, máy quá đẹp luôn nhá. Máy đại chất. Riêng về máy chiếc xe này thì các bác mình không có gì phải lăn tăn. Vì máy đại chất luôn rồi. Đấy, máy khô đét luôn, nổ rất là êm. Đây cabo đây. Đây lì chống nóng vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Lì chống nóng vẫn còn rất là đẹp. Ok, em đã quay xong về chiếc xe Mac S320 này rồi. Đây, một chiếc xe quá đẹp luôn, đúng không ạ? Bác nào đang có nhu cầu thì hãy alo cho bên em theo số điện thoại em đọc lại, số 0938586307 để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này nhá. Và mời các bác qua địa chỉ 507 Lê Thanh Nghị, rẽ vào đường Nguyễn Thời Trung. Đây, đường này đường Nguyễn Thời Trung này. Đây, và bãi xe bên em đây. Đường Lê Thanh Nghị thì nằm ở vị trí ở cái chỗ cái cột kia nhá. Đấy, cái cột kia. Ở chỗ đống gạch kia. Đấy. Các bác mình cứ tra bản đồ đến 507 Lê Thanh Nghị. Xong là rẽ vào trong đường này một chút là tới nhá. Vì đường Lê Thanh Nghị rất là to của thành phố Hải Dương. Đấy, vâng, ok, em chăm xin chào và hẹn gặp lại.